Rồi, xin chào các bác. Thì đây, trước mắt em là chìa khóa và phiên bản Ford Territory, bản Gen nhé, bản rẻ nhất. Cũng là bản đang sẵn xe nhiều nhất tại thị trường hiện nay, bây giờ đến Tết. Xe này thì đang có giá niêm yết là 822 triệu đồng. Chương trình bán cụ thể trong tháng 11 này thì hiện nay đang là giảm đâu đó vào khoảng 5 đến 10 triệu và tặng kèm thêm một số phụ kiện như là bảo hiểm thân vỏ, giá trị khá lớn rồi. Đăng kính chảy sàn, các hành trình, một số quà nhỏ nhỏ kèm theo xe. Bản Gen này thì chúng ta sẽ rẻ hơn so với hai phiên bản Titanium và Titanium X và khoảng suýt soát gần 100 triệu. Thật ra thì có một số tính năng như là cam 360 hay là lùi đỗ tự động, tính năng an toàn kèm theo xe. Tuy nhiên thì nếu mà các bác đi trong phố và cái nhu cầu sử dụng nó không quá nhiều về tính năng, nó đơn thuần chỉ cần một chiếc xe đi gia đình mới, hiện đại, nhìn nó trẻ và vẫn đầy đủ công nghệ đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo phiên bản này nhé. 822 triệu thì lăn bánh đâu đó và khoảng gần 900 ở tỉnh và hơn 900 một chút so với Hà Nội. Thì mình đã có một chiếc xe gầm cao 5 chỗ của Ford. Tất nhiên là nó là liên doanh của Trung Quốc. Xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam, lắp ráp tại nhà máy Hải Dương nhé. Xe này thì bên em hiện nay đang ký chờ khá nhiều rồi. Tất nhiên là xe mới thì mình cẩn thận, có thể chờ thêm một thời gian để chúng ta chờ phản hồi của thị trường. Tuy nhiên thì cá nhân em nhận cái xe này nó vẫn khá là ok. Rồi, mình đi nhanh một vòng nhé, cho các bác lần đầu tìm hiểu. Xe này thì bọn em thật ra là về xe nào giá hết xe đấy. Đây là màu đen này, cũng là bản Gen. Hiện nay đa phần chỉ có bản Gen là chúng ta sẵn xe thôi. Công nghệ đèn thì thật ra là xe liên danh của Trung Quốc thì option sửa rất miên man, đèn toàn bộ là đèn full LED rồi, định vị ban ngày chúng ta vẫn có nhé. Chỉ hơi tiếc là bản này thì không có hỗ trợ lùi đỗ nên là sẽ không có cảm biến trước. Đấy, các bác nhìn không cảm biến trước và không có cam 360 nhé. Tuy nhiên thì chúng ta lại bù lại được cái thiết kế khá là đẹp. Đây, mặt lưới này vẫn là cùng với phiên bản Titanium X. Đèn toàn bộ vẫn là đèn full LED nhé. Phía thân xe thì trên phiên bản này chúng ta chưa có bậc lên xuống. Thực ra thì lắp cũng được mà cái khoảng sáng gầm của nó vẫn ok mà, đúng không ạ? Vành ở trên bản Gen thì sẽ là vành 18 inch nhé, hai lốp 235 55R18. So với bản Titanium thì tất nhiên là không đẹp bằng, kéo mất 1 inch. Đấy, tay nắm cửa này thì vẫn nút bấm thông minh. Đấy, gương bên thì chúng ta vẫn có đèn xi nhan trong gương nhé. Chung là ở tầm giá 1 tỷ rồi ấy, thì cái mức độ cạnh tranh của các đối thủ và sự chạy đua về option thì tất nhiên khách hàng sẽ là người được lợi nhất rồi. Đây, chúng ta sẽ có cam lùi và cảm biến phía sau. Đấy, tất nhiên là trên phiên bản này thì sẽ là cốp cơ nhé. Các bác làm cốp điện thì có thể cân nhắc và liên hệ bên em để chúng ta có cái sự chọn cốp điện nó hợp lý. Đấy, cái này nó hơi tiếc một tí này. Tất nhiên là vẫn có đầy đủ dụng cụ các thứ kèm theo. Tuy nhiên là cái tấm này mà nó làm full ở đây, em thấy nó sẽ hay và thẩm mỹ hơn. Bản này thì đây, cái này nó có đúng là nó có vách ngăn đấy, vách ngăn ở trên khoang hành lý, nhưng mà phiên bản gốc của nó chưa trang bị đó nhá. Đấy, cúp mở cơ hơi nặng. Về cơ bản thì cá nhân em thấy đây là một chiếc xe giá rẻ 900, trong đó chúng ta sẽ có tương đương với khoảng CX5 và Tucson các bản thường. Đấy, đây là bản thường, còn là tương đương với khoảng Cross V. Cross V thì thời điểm này giá nó cao hơn một chút rồi, và
Thật sự mà nói thì tôi đốt về phải chờ xe khá lâu. Rồi, mình vào khoang nội thất. Đây, nút đèn nổ nhé. Đấy, mình sẽ có hai màn hình như này. Màn hình thông thường ở bên phía lái này. Với bản thường thì tất nhiên chúng ta sẽ có màn hình nhỏ hơn một chút thôi. Còn trên phiên bản Titanium và Gen, Titanium X thì sẽ hợp lý hơn, to hơn. Hai màn hình gần như sẽ tương đương. Đó. Thật ra màn hình cảm ứng ở thời điểm này nó rất là nhạy rồi. Đó, toàn bộ đã tiếng Việt rồi nhá. Xe thật sự là thời điểm này trang bị quá ngon so với thời điểm 2017, 2018 mà chúng ta chưa có những cái mẫu xe được ưu tiên về trang thiết bị như này. Ford thì mình vẫn được ưu tiên về tính năng an toàn và công năng sử dụng. Đó. Đây, khoang để cốp, khoang để tay rộng sâu thật sự luôn đấy. Đây chúng ta vẫn có cần số này, vẫn có phanh tay này, auto hold này. Đấy, tăng giảm âm lượng nó điều chỉnh ở đây. Thật ra thì những cái thiết kế như này ở những cái mẫu xe liên doanh đến từ Trung Quốc thì cũng khá nhiều rồi. Nó vẫn có cruise control ở trên này nhá, vẫn có lim. Đó, điều thiện điều chỉnh đàm thoại dành tay. Rồi, cơ bản thì cá nhân em thấy ấy, cái bản này ấy, nó chỉ có là không có cửa sổ trời hay là không để kính. Đấy, còn lại thì chúng ta vẫn ok. Đi lại trong phố thì thật sự là không vấn đề gì. Hàng ghế thứ hai thì thật sự là rộng, ngon, có cửa gió điều hòa. Đây, nếu mà 1m8 ngồi ấy, thì bên em sẽ thừa đâu đó khoảng nửa gác. Nếu mà mình điều chỉnh lại một chút, hợp lý không ạ? 822 triệu. Tuy nhiên thì tất nhiên rồi, bản thường thì chúng ta sẽ có một số cái như là nội thất nhựa này. Đấy, toàn bộ nội thất của nó thì ở bên trong nó là nhựa cứng nhá. Ghế thì nó là ghế da, bản full rồi là ghế da, vẫn có ghế chỉnh điện. Đấy, tuy nhiên thì đây những cái chi tiết như này nó sẽ là nhựa. Về cơ bản thì một chiếc xe thương hiệu Ford mà đâu đó khoảng 900, gầm cao máy thoáng. Đấy, động cơ 1.5 EcoBoost. Thật sự là cũng có nhiều bác gọi điện bảo em thì cái nhu cầu sử dụng nó cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, nên là mình cũng tham khảo và cân đối mua xe này khá nhiều. Đó, hiện nay thì lăn bánh đó khoảng gần 900 nhé. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em, ưu đãi cho các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội. Miền Bắc thì bên em sẽ phụ trách được tốt hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.